Vấn đáp pháp môn Quán Âm. Chánh pháp là gì? Vấn: Chánh pháp là gì? Sư phụ: Chánh pháp là chỉ lúc một vị Phật còn tại thế. Đối với Ngài và đệ tử của Ngài mà nói, thì thời đại đó là chánh pháp. Khi Ngài đã ra đi, đệ tử của Ngài lại tượng của Ngài để tưởng niệm, lúc đó gọi là tượng pháp. Cuối cùng, những vị cao đồ của Ngài cũng đã khuất đi, chỉ còn tượng của Ngài và những giáo lý bên ngoài được lưu lại, không có giáo lý bên trong, lúc đó được gọi là mạt pháp. Không phải vì Phật Thích Ca còn tại thế mới gọi là chánh pháp. Đối với Phật Thích Ca và đệ tử của Ngài mà nói, ngày hôm nay cũng không phải là mạt pháp, hiểu không? Đối với sư phụ mà nói thì là chánh pháp. Đối với đồng tu của chúng tôi mà nói thì là chánh pháp. Lúc Phật Thích Ca giảng cho đệ tử của Ngài nghe, đối với chúng tôi không có quan hệ gì. Vì vậy, quý vị nghĩ sao về mạt pháp? Cuộc sống của chúng ta so với ngày trước sung sướng hơn. Nếu mạt pháp tốt như vậy thì càng nên mạt pháp hơn một chút. Ngày hôm nay chúng ta phát minh ra rất nhiều cơ khí, các loại máy bay, đời sống thật dễ chịu. Còn có rất nhiều người ngồi thiền. Lúc Phật Thích Ca còn tại thế có lẽ không có nhiều người ngồi thiền như vậy. Tại sao? Bởi vì hiện nay, qua hệ thống truyền thanh và báo chí, mọi người đều được thông tin, nên rất nhiều người đến để nghe kinh, đến học ngồi thiền. Hiện nay có rất nhiều người học nhiều phương pháp ngồi thiền khác nhau. Có người ngồi thiền vì muốn thân thể được khỏe mạnh. Có người ngồi thiền vì muốn tinh thần được minh mẫn. Có người ngồi thiền vì muốn có một sức lực mạnh mẽ, có thể làm việc nhiều hơn. Có những sinh viên đại học cũng ngồi thiền, hy vọng đầu óc được sáng suốt hơn, lúc ở trường có thể làm bài vở giỏi hơn. Tuy các phương pháp ngồi thiền nói trên không giống nhau, nhưng đối với họ đều rất có hữu ích. Cho nên đối với sư phụ mà nói, hiện tại cũng là chánh pháp. Vấn: Sư phụ nói lục tổ truyền vô tướng pháp là pháp môn Quán Âm, nhưng Phật giáo Đài Loan là do các tôn phái từ đại lục truyền sang. Tại sao pháp môn Quán Âm ở Đài Loan lại bị thất truyền? Sư phụ không biết, quý vị cần phải hỏi chính mình. Rất có thể ngày trước ở Đài Loan không có cao đồ, không có những đệ tử thâm hiểu đạo, không đạt được đẳng cấp của Ngài Huệ Năng, cho nên pháp mới bị đứt đoạn, hiểu không? Ví dụ như sư phụ hiện nay đang tại thế, sư phụ có truyền pháp môn Quán Âm, giảng nhất sư phụ giảng sanh, không tìm được đệ tử giỏi, pháp môn Quán Âm sẽ bị thất truyền, rồi sau đó biến thành tượng pháp. Qua một thời gian, thời tượng pháp sẽ biến thành thời mạt pháp, hiểu ý không? Lúc đó Đài Loan sẽ không có pháp môn Quán Âm. Nếu sư phụ có một người đệ tử sang Mỹ tu hành rất giỏi, có thể truyền pháp, như vậy đột nhiên nước Mỹ có được pháp môn Quán Âm. Giảng nhất có một người truyền đạo lại trở về đây truyền pháp, lúc đó người Đài Loan sẽ hỏi gì? Vấn: Tại sao lại phải luân hồi? Sư phụ: Bởi vì chúng ta thích luân hồi. Quý vị thấy đó, mọi người đều vỗ tay. Chúng ta đã biết được nguyên nhân rồi. Sư phụ đến Đài Loan dạy pháp môn Quán Âm, bảo quý vị không nên luân hồi. Quý vị lắc đầu nói, không muốn học. Điều này chứng tỏ quý vị thích luân hồi. Luân hồi vui hơn, phải không? Mọi người đáp, không phải. Phật Bồ Tát rất tự tại. Quý vị muốn làm gì thì làm, muốn giải thoát thì đi với sư phụ, không muốn giải thoát thì luân hồi. Đó là một việc rất đơn giản. Vấn: Thế giới của chúng ta được sinh ra như thế nào? Sư phụ: Nếu quý vị học pháp môn Quán Âm với sư phụ, thì vấn đề này tương đối dễ hiểu hơn. Dạng nhất, quý vị không thích đi thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng không thích đi thế giới của Đông Phương Dược Sư Phật, cũng không thích thiên quốc của Giê-xu Ki-tô, cũng không thích Allah của Mohammed. Quý vị chỉ thích sư phụ. Điều này chỉ là giả sử mà thôi. Vì cho rằng sư phụ tương đối hợp ý với sư phụ, vì thích được ở một bên với sư phụ, cho nên quý vị nói với sư phụ rằng, sau này ngài đi đến đâu, chúng tôi sẽ theo ngài đến đó. Nếu là như vậy, sư phụ sẽ tạo ra một cái thế giới để quý vị ở, cũng như các chùa vậy.
Ví dụ ngày trước chỉ có một mình sư phụ và hai ba người đệ tử, chúng tôi chỉ mướn một căn phòng. Hiện giờ người xuất gia rất nhiều, sư phụ cũng phải cất những căn phòng lớn hơn cho họ ở. Cũng cùng một ý, nếu quý vị thích, sư phụ sẽ cất một cái thế giới để quý vị ở, hiểu không? Phật Thích Ca có nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, có câu chuyện của Phật A Di Đà, quý vị còn có nhớ không? Ngài nói, lúc Phật A Di Đà chưa thành Phật, vẫn còn là một người tu hành giống như chúng ta vậy. Lúc Ngài tu hành, Ngài phát ra rất nhiều lời nguyện. Ngài nói, sau khi tôi thành Phật, đất nước của tôi rất nghiêm trang và đẹp đẽ. Sẽ không nghe bất kỳ một tiếng khổ nào, cũng không phân biệt nam nữ, không có tam đồ khổ, mọi nơi đều là những cung điện huy hoàng. Đây là một miền đất thật đẹp đẽ, một cảnh giới an vui. Sau khi Ngài thành Phật, quả nhiên có một nơi như vậy, đó là do chính Ngài tạo ra. Nhất thiết vi tâm tạo. Thế giới của Phật cũng là do chúng ta tạo ra, chúng ta thích thứ gì thì sẽ được thứ đó. Nhưng cũng cần phải coi cái đẳng cấp tu hành của chúng ta. Nếu tu hành không cao, không đủ lực lượng, lời nguyện của chúng ta sẽ không thực hiện mau như vậy và cũng không được hoàn mỹ như vậy. Ví dụ chúng ta muốn có được một cái cung điện lưu ly rất rộng và rất đẹp, nhưng chúng ta tu hành không tốt, nó sẽ trở thành rất nhỏ, mà cũng không phải là lưu ly, mà là đất sét. Cung điện bằng đất sét cũng là cung điện, nhưng nó không được đẹp đẽ, không đủ hoàn mỹ. Bất luận chúng ta muốn gì, đều cần phải dùng lực lượng của chính mình mới có thể tạo ra. Lực lượng của chính mình cần phải tu hành mới có. Sau khi tu hành, chúng ta có thể lấy lại cái lực lượng hoàn mỹ của chính mình ra mà dùng. Cái lực lượng vạn năng hoàn mỹ này, mọi người chúng ta đều có. Đó là chúng ta. Về điểm này, chúng ta nên tin tưởng. Thượng đế cũng là chúng ta. Ngài tồn tại ở bên trong chúng ta. Muốn tìm Thượng đế phải hướng về bên trong mà tìm. Muốn tìm Phật phải hướng về bên trong mà tìm. Tìm bên ngoài là hướng ngoại, là ngoại đạo. Bởi vì đạo là ở bên trong. Chúng ta hướng ngoại tức là ngoại đạo. Ngoại đạo không phải chỉ là những kẻ xấu, nhưng là do chúng ta bị mê lạc. Ý muốn nói sức chú ý của chúng ta hướng về bên ngoài, không hướng về bên trong. Phần đông chúng ta đều hướng về bên ngoài mà cầu khẩn, tìm những vật vô thường không hoàn mỹ, cho nên mới tạo thành cái thế giới vô thường không hoàn mỹ này. Vấn, tại sao có địa ngục? Sư phụ, bởi vì có thiên đàng nên cần có địa ngục. Có người thích địa ngục, có ai thích địa ngục không? Không có ai thích địa ngục. Có địa ngục là bởi vì chúng ta làm sai, tư tưởng không sạch sẽ, cho nên chúng ta tạo nên địa ngục. Ví dụ như có một ngày, có một người đối xử với quý vị không tốt, quý vị tức giận nói rằng, tôi trù cho anh bị quỷ bắt, bị quỷ đánh, vân vân. Nếu như lúc đó quý vị rất tức giận, oán hận rất nặng, lời trù đó sẽ trở thành sự thật, hiểu không? Người bị trù sau khi chết đi thật sự sẽ bị quỷ đến bắt và đánh. Sau khi người ấy bị quỷ bắt và đánh, lòng rất oán hận, cũng trù lại đối phương như vậy. Qua một thời gian, chính người ấy lại gặp phải cái cảnh địa ngục mà chính người ấy đã tạo ra. Cái địa ngục được tạo ra như vậy, đây cũng là nhất thiết vi tâm tạo. Cho nên nếu chúng ta không thích địa ngục thì không nên trù người khác ở địa ngục, hiểu không? Khổng Tử cũng nói cùng một đạo lý như vậy. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Vật mà mình không thích thì đừng nên cho kẻ khác. Vấn, tại sao tôi thường làm những việc mà tôi không nên làm? Tôi không muốn làm những việc đó, nhưng sao tôi vẫn cứ làm? Sư phụ, bởi vì lực lượng của chúng ta không đủ. Đại đa số chúng ta đều rất yếu ớt, không có biện pháp khống chế hoàn cảnh của mình. Tâm lực của chúng ta không đủ kiên cường, không thể tạo ra những hoàn cảnh tốt. Tuy nói rằng nhất thiết vi tâm tạo, nhưng chúng ta không huấn luyện lòng của chính mình, không cho nó cái lực lượng cao cường. Cho nên ngay cả chúng ta muốn có những cung điện lưu ly thật đẹp, thật huy hoàng, kết quả lại trở thành một ngôi nhà đất sét nho nhỏ. Nguyên do là chúng ta tu hành không đủ. Vấn, thật tướng của thế giới có phải là quang minh không?
Sư phụ, ý của vị có phải là nếu chúng ta sau khi khai ngộ sẽ nhìn thấy được thật tướng của thế giới rất đẹp đẽ phải không? Mọi người đáp vâng. Thế giới vốn rất quang minh, bởi vì chúng ta không quang minh cho nên nhìn thấy thế giới rất dơ giấy. Mọi thứ đều do cách nhìn của chúng ta, do trình độ tu hành của chúng ta như thế nào. Thí dụ Phật Thích Ca có nói trong kinh điển rằng thế giới của tôi rất đẹp đẽ. Lúc đó đệ tử của ngài là Xá Lợi Phất không tin. Phật Thích Ca mới dùng đại thần thông cho vị ấy coi, lập tức thế giới ta bà biến thành rất đẹp đẽ. Bởi vì thế giới vốn rất đẹp, nhưng vì thiên nhãn của chúng ta chưa mở, cho nên nhìn không thấy. Cũng giống như một người mang cái kiến đen, bất luận người ấy nhìn nơi nào cũng đều thấy đen. Nếu như mang kiến hồng, nhìn ra ngoài tất cả đều là màu hồng. Thiên hạ vốn vô sự. Một người tu hành nếu đã đạt được cảnh giới quang minh, họ sẽ hiểu rằng mọi chúng sinh đều là Phật. Không có một việc gì đặc biệt phải làm, cũng không có một thứ gì đặc biệt di động. Nhưng vì chúng sinh không biết họ là Phật, cho nên các chư Phật mới bận rộn như vậy. Chúng sinh nói rằng, Ngài đã nhìn thấy Phật, xin Ngài chỉ cho tôi. Phật của tôi ở đâu? Xin Ngài tìm giùm tôi. Đến lúc đó Phật mới bận rộn vì chúng sanh. Tự họ không có công việc, mọi thứ đều do chúng sinh mang đến, hiểu không? Vấn: Thường quang tịnh thổ có phải là cảnh giới cao nhất không? Sư phụ: Không phải, cảnh giới cao nhất không phải là Tây phương, nhưng đạt được Tây phương tịnh thổ là tốt lắm rồi. Vấn: Học pháp môn Quán Âm có phải thề nguyện gì không? Sư phụ: Không, không cần phải thề gì, nhưng cần phải phát tâm tu hành cầu giải thoát. Quý vị không phải ở nơi đó nói rằng tôi phát nguyện, sau đó không làm được, chứng minh rằng quý vị làm không được. Cho nên nếu thật sự phát nguyện, tốt nhất đừng để người khác nghe được. Vạn nhất chúng ta làm không được cũng không ai biết. Tu hành là trách nhiệm cá nhân của quý vị. Quý vị phát nguyện tu hành, đó là trách nhiệm của mình, không phải cho sư phụ nghe. Như vậy vô ích. Vấn: Tại sao chỉ có thân người mới có thể thoát ly luân hồi? Sư phụ: Bởi vì pháp luật của vũ trụ là như vậy, pháp luật của tu hành là như vậy. Sư phụ không biết phải nói sao? Bò ăn cỏ, người ăn cơm, cỏ thích ăn cà rốt. Vũ trụ đã an bài xong, hiểu không? Động vật không thể tu pháp môn Quán Âm, đợi đến khi tu thành người mới có thể tu pháp môn Quán Âm. Đây là pháp luật của vũ trụ. Ví dụ chúng ta thành niên mới có thể kết hôn. Đây là thường thức cơ bản của pháp luật. 20 tuổi mới là tuổi thành niên, mới có thể đến pháp diện kết hôn. Pháp luật còn quy định 18 tuổi mới có quyền tuyển cử. Nếu chúng ta muốn ứng cử tổng thống, cũng cần phải có những tư cách đặc biệt. Ví dụ như ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học, hiểu rõ tình thế chính trị, giúp ích cho quốc gia, có ảnh hưởng tốt, vân vân. Cũng giống như vậy, lúc chúng ta làm người mới có được những phẩm chất hoàn mỹ, mới có được đầy đủ trí huệ, mới hiểu được thầm thâm vi diệu pháp, hiểu không? Còn động vật, chúng ta không có cách nào dạy chúng tu hành. Tuy chúng nó hiểu biết chút ít, nhưng cũng quá ít ỏi. Chúng cũng có cảm giác, nhưng không thể tự sửa đổi. Nó không biết sám hối, cũng không biết tu hành. Chỉ có người mới hoàn mỹ, người là cao nhất trong hoàn cảnh này, mới có thể hòa hợp với vũ trụ. Vấn: Chúa Giêsu đắc đạo tại Ấn Độ, nhưng tại sao Ngài không nói lục đạo luân hồi? Sư phụ: Ngài có nói, nhưng có thể là những lời khai thị đó đã không được viết ra. Ngài chỉ nói cho đồ đệ của Ngài nghe, sau đó thì Ngài vãng sanh mất rồi. Ngài chỉ giảng pháp hơn 3 năm mà thôi, làm sao có thời gian nói được nhiều. Sư phụ đến Đài Bắc năm 1983, bây giờ là năm 1988. Đã 5 năm rồi, nhưng sư phụ nói được bao nhiêu lời? Bây giờ mới bắt đầu ra giảng kinh, đại đa số quý vị đều nghe tên của sư phụ lần đầu, phải vậy không? Một thời gian 5 năm cũng không làm được gì, huống chi là 3 năm. Ngay cả nhất đạo, giảng cũng không được, huống chi là giảng lục đạo. Quý vị ép gấp quá. Chúa Giêsu Kitô vừa mới mở miệng liền bị người ta giết.
thật là tội nghiệp. Truyền pháp là một việc rất nguy hiểm. Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở Trung Quốc cũng có nói cho Huệ Năng điều này. Ngài nói, người truyền pháp từ xưa đến nay, sinh mạng đều ở nơi nguy hiểm, có thể so sánh sinh mạng như sợi tơ. Phật Thích Ca vì truyền pháp tại Ấn Độ, người Ấn Độ tương đối lương thiện, đời đời kiếp kiếp đều tu hành, rất tôn trọng minh sư, tôn trọng Phật tại thế, cho nên Ngài mới sống lâu như vậy. Nếu như Ngài ở Do Thái truyền pháp, rất có thể Ngài gặp vận mạng như Chúa Giêsu Kitô vậy. Vâng, tôi là tín đồ Thiên Chúa Giáo, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng Chúa Giêsu Kitô ăn chay. Nếu không thì Ngài không thể nào đạt được đạo. Nhưng tại sao lúc Ngài truyền pháp không nói ra vấn đề ăn chay? Sư phụ, có, trong Thánh Kinh có nhiều nơi nói, sách của sư phụ cũng có viết. Quý vị đọc 10 điều răn của Thiên Chúa Giáo thì rõ. Điều 1 là không sát sanh, cũng giống như chúng ta vậy. Sát sanh có hai thứ. Một là tự mình giết, gọi là trực tiếp giết. Hai là gián tiếp giết. Người khác giết mà chúng ta ăn cũng là giết. Nếu như chúng ta không ăn thì ai giết? Giả thử cả thế giới đều ăn chay, động vật sẽ rất tự tại. Chúng có thể mở tiệc mời chúng ta cùng ăn cơm với chúng, phải không? Mọi người đáp phải. Vấn. Trong Cựu Ước Sáng Thế Kỷ 9, chương 3 nói, phàm những động vật có sinh mạng đều là thực phẩm của các ngươi. Nhưng một câu khác lại nói, phàm các sinh vật trong thịt có máu, các ngươi không được ăn. Xin hỏi sự mâu thuẫn này làm sao giải thích? Sư phụ, chúng ta có thể giải thích rất đơn giản. Nguyên do là vì phiên dịch sai. Thứ nhất, Thượng Đế không có nói bất cứ động vật gì quý vị đều có thể ăn. Ngài nói rất rõ ràng, những cây cỏ và rau quả là những thực vật mà Ngài đã tạo ra cho nhân loại dùng. Và còn nói mỗi một động vật đều có những thực vật đặc biệt tạo ra cho chúng dùng. Thánh Kinh viết rất rõ ràng, không hiểu sao khi phiên dịch thành tiếng Trung Hoa lại biến thành như vậy. Sư phụ chưa bao giờ coi qua một quyển Thánh Kinh nói rằng bất cứ động vật nào quý vị đều có thể ăn. Sư phụ đọc qua tiếng Đức, tiếng Việt Nam, tiếng Anh, tiếng Pháp đều không nói như vậy, mà nói rằng mỗi một thứ động vật ta đều tạo những loại thức ăn đặc biệt, tạo những loại thực vật đặc biệt để chúng nó ăn. Sư phụ đã đọc qua 3-4 thứ tiếng, không thể đọc sai. Chỉ có phiên dịch thành tiếng Trung Hoa mới biến thành như vậy. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 16 tháng 3 năm 1988 tại Đài Bắc, Formosa.